trước khi nó lên sàn chứng khoán. Ví dụ bây giờ là anh ví dụ như này, ở đây là một cái ứng dụng Grab đúng không? Ở Grab này thì bây giờ nó đang được định giá từ khoảng là 14 tỷ đô la. Thì lúc đầu thì nó chỉ là một cái ứng dụng này thôi, và nó là của Malaysia. Đây cũng thế, WhatsApp này nó là một cái nền tảng về nhắn tin của bây giờ, hiện nay bây giờ nó đang là của Facebook. Cái này nó là của Facebook, và đợt đó mua Facebook mua lại thằng này với cái trị giá là 19 tỷ đô la. Đấy, thế thì tại sao mà các cái công ty công nghệ nó lại được định giá cao như thế? Hay là cái phần mềm Zoom này, phần mềm Zoom này thì bây giờ là giúp cho cái ông chủ của cái phần mềm Zoom này bây giờ lọt vào top là những người giàu nhất trên thế giới. Đấy, top người giàu nhất trên thế giới, tài sản mấy chục tỷ đô la. Thì thực ra thì đơn giản, hay là cái app của Mayland này cũng vậy thôi. Đây là cái app về bất động sản của Mayland. Cái bài toán ở đây á, thực ra nó không phải là cái ý tưởng, nó không phải là mới, nhưng cái quan trọng là thằng nào làm được giải quyết được vấn đề của xã hội. Ví dụ như có những cái app khác thì nó chỉ là các cái trang thông tin mua bán thôi, đúng không? Nhưng ở đây thì mình giải quyết rất nhiều vấn đề về bất động sản. Ví dụ bây giờ là mình muốn đi đầu tư bất động sản, em đầu tư bất động sản thì em phải xem là quy hoạch ở cái khu vực đấy nó như thế nào, làm nào để em biết được quy hoạch của khu vực đấy. Bây giờ làm thế nào em biết được quy hoạch của toàn bộ cái thành phố Bắc Giang? Đấy. Sau bây giờ em biết được quy hoạch xong thì bây giờ là em phải xem là gì? Bây giờ cái bất động sản đó em đang muốn mua, cái pháp lý nó có ổn hay không? Làm nào để em biết được pháp lý đấy? Đi đâu để hỏi? Đi đâu để kiểm tra? Đúng không? Đó. Hay là làm thế nào để em có thể là gì? Biết được cái giá của đấy, nó có đúng với cái giá là mình đang có nhu cầu mình mua hay không? Hay là cái giá để họ đang để cao so với thực tế? Thì những cái vấn đề đấy là bài toán đấy là gì? Ở bên Mayland, bên bọn anh là công nghệ là bọn anh đưa vào để giải quyết những cái bài toán đấy thông qua cái nền tảng này. Có nghĩa là sau này em phải hướng một điều như này: khi mua bán giao dịch bất động sản là em không cần phải đi đâu, mà em ngồi một chỗ em có thể mua bán giao dịch bất động sản. Thì đấy là cái định hướng phát triển là như thế. Đây ví dụ này, bây giờ anh ví dụ em, đây là cái Maymap để mình biết được là ở Bắc Giang là hiện nay xung quanh mình đang, xung quanh đây 5 km đang có bao nhiêu cái bất động sản đang có nhu cầu. Em biết rồi. Đúng không? Thì cái vấn đề ở đây ấy, nó không phải là ví dụ như em bảo là có rất nhiều đơn vị làm, nhưng mà vấn đề là những đơn vị khác họ làm, họ chỉ mới giải quyết cái phần ngọn. Có em nói chỉ là một cái trang thông tin bất động sản thôi, nó không phải là giải quyết được cái bài toán gốc. Đấy. Và ở đây là gì? Bọn anh đang muốn là gì? Thay vì là tất cả những phương án nó thủ công thì bây giờ là gì? Mọi thứ nó phải được làm sao? Áp dụng vào công nghệ. Áp dụng công nghệ, cái gì cũng có thể giải quyết bằng công nghệ. Xem thông tin bất động sản, mua bán giao dịch thông qua nền tảng công nghệ hết. Thì đấy là những cái mà bọn anh đang làm này. Ngoài ra thì sau này kể cả trong vấn đề kể cả công chứng cũng thế thôi, không nhất thiết phải ra phòng công chứng nữa, mà công chứng online được. Đấy, ngồi một chỗ công chứng online được, sử dụng chữ ký số để làm tất cả những cái việc như vậy. Thì đấy là những cái mà bên anh đang tập trung hướng và phát triển là như thế. Và khi phát triển vào mục đích là gì? Phải đưa được cái công ty này niêm yết lên trên sàn chứng khoán. Đấy. Thế thì khi niêm yết lên sàn chứng khoán thì cái giá trị nó có thể là tăng trưởng vào 100 đô hay là 10 lần, 20 lần hay thậm chí là 50 lần. Thì cái tài sản của mình nó tăng theo. Đấy, nó giống như em đầu tư vào bất động sản đấy thôi. Em cũng muốn là nó sau 1-2 năm nó tăng trưởng bao nhiêu lần. Thì ở đây thì cái giá trị của cổ phiếu thì nó cũng như vậy. Đấy. Mà giá trị cổ phiếu thì em biết là thường là gì? Các cái công ty công nghệ mà khi mà làm tốt lên sàn thì cái giá trị rất là cao, nó có thể tăng gấp hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần. Thì còn đâu thì bất động sản nó cũng là một cái kênh đầu tư. Nhưng mà đầu tư kiểu dạng này thì mình sẽ là đầu tư dạng cổ phiếu đúng không? Đúng rồi, nó giống như là bây giờ là em đang bỏ tiền ra em sở hữu cổ phần của công ty trước khi nó lên sàn. Sau khi công ty nó lên sàn thì cái giá trị nó tăng trưởng bao nhiêu thì tài sản em tăng bấy nhiêu. Em có thể là thanh khoản toàn bộ hoặc là em để lại, em vừa có giá trị tài sản của công ty, em vừa làm sao được nhận cổ tức giống như là nhận lợi nhuận từ phía công ty chi trả hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Đấy thì cái bài toán ở đây nó là như vậy. Thế thì nó cũng dễ, thì nó cũng kiểu như là lúc đầu em cũng phân vân là kiểu là như là sao mình biết là sau này nó lên như nào, và mình đánh giá kiểu như ăn chia phần trăm như thế nào đấy. Rồi em này cái dạng đầu tư cổ phiếu. Đúng rồi, chính xác, nó giống như bây giờ nha. Bây giờ anh ví dụ thì em sau này lên bao nhiêu thì là mình biết luôn. Đúng, chính xác. Thì cái này cũng phải lên sàn đúng không? Phải lên sàn chứng khoán của Việt Nam.
lên sàn chứng khoán của Việt Nam này, cái mục tiêu là năm 2024 là lên sàn chứng khoán của Hồng Kông. À. Em phải hiểu là cái bài toán ở đây tại sao, ví dụ bây giờ là những ông chủ của Facebook ngày xưa chưa khi lên sàn thì không ai biết ông là ai, nhưng sau khi nó lên sàn thì tất cả mọi người đều biết ông là tỷ phú. Thế cái bài toán ở đây nó là như thế. Vậy thì mình làm thế nào để mình có thể là cái tài sản của mình nó có thể là tăng gấp hàng chục hay thậm chí hàng trăm lần. Còn nếu như em đầu tư bất động sản thì ok, nó là một cái đầu tư tốt, đúng không? Nhưng mà để mà sau 3, 4 năm mà nó tăng được hàng chục lần thì là một cái điều khá là khó. Khá là khó, đúng không? Tăng được 1, 2 lần là đã là rất là ngon rồi. Còn nếu mà để nói tăng hàng chục lần thì khó. Đúng không? Đó, kể cả bất động sản đấy thôi. Kể cả thời gian có khi là thậm chí là em phải mất 5 năm có khi tăng được vài ba lần. Đấy, những cái bài toán về công nghệ thì nếu như em tìm hiểu cổ phiếu của các công ty trên sàn chứng khoán. Đấy, có những thằng ví dụ anh nói đơn giản như một cái thằng nền tảng về, nó cũng là một cái nền tảng nó giống như của bọn anh nhưng mà nó của Mỹ. Nó ra đời cách đây 14 năm, mà em biết là trong từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020 trong 9 tháng mà nó tăng 7 lần. 9 tháng tăng 7 lần. Như vậy thì nếu như em mà bỏ tiền, em bỏ 1 tỷ em mua cổ phiếu của thằng công ty đấy của Mỹ thì có phải là cuối năm em có 7 tỷ không? Nhưng mà trong vấn đề rủi ro thì chưa nói, đúng không? Nếu mà ví dụ như là cái công ty đấy mà nó không lên sàn thành công ấy, hay là cái giá cổ phiếu nó có nghĩa là cái công ty đấy nó đã lên sàn rồi. Có nghĩa là mình mua nó đã lên sàn rồi. Đấy, còn ở của Mainland ở đây là hiện nay nó chưa lên sàn. Chưa lên sàn thì có nghĩa là gì? Nó sẽ như thế này này. Cái cơ hội mà để mình tăng cái tài sản của mình nó sẽ lớn hơn so với việc khi nó lên sàn. Để mình hiểu là một cái công ty mà nó chưa lên sàn ấy. Cũng giờ đầu tư đất thì đất có sổ đỏ, chưa có sổ đỏ thì nó sẽ lãi nhiều hơn. Chính xác. Đúng không? Đấy. Ví dụ như giả sử như đất chưa có sổ đỏ, thế nhưng mình biết được là cái khu vực này nó có quy hoạch như thế nào, đúng không? Nó cũng có thể làm được sổ pháp lý của nó như thế nào. Và em sẵn sàng em bỏ tiền ra em mua có khi là chỉ có khi một vài triệu một mét vuông. Thế nhưng mà khi em biết được những cái thông tin này nó có thể làm được, vậy khi làm sổ đỏ xong thì nó có thể lên tới rất bao nhiêu, khoảng là 30 triệu mét vuông ví dụ như vậy, thì có thể là tăng khoảng gần 10 lần. Còn nếu như sổ nó đã có thì có khi em chỉ mua được những cái mức là 25 triệu thôi, và em bán ở mức là 30 triệu một mét. Đấy, thì cái bài toán của các công ty công nghệ nó cũng như vậy. Đấy, tại sao thằng TikTok bây giờ nó đang được định giá rất lớn, nó còn chưa lên sàn chứng khoán. Đấy, nhưng nó đang được định giá hàng trăm tỷ đô. Thì đấy là cái mà bài toán. Hay Zalo của mình ngày xưa thế thôi. Zalo ngày xưa mua bán 10.000 một cổ phần, nhiều người không mua, nhưng bây giờ nó bây giờ giá trị cổ phiếu của nó bây giờ nếu mà bán nó phải 2 triệu một cổ phiếu. Đấy, ngày xưa bán 10.000 nhiều người không mua, mọi người không biết được là nó có thể lên sàn. Và vừa rồi thằng VNG là Vinagame, là cái công ty mà sở hữu cái phần mềm Zalo. Đấy, đang là một cái công ty được gọi là công ty kỳ lân thứ hai của Việt Nam, có nghĩa là đạt cái giá trị vốn hóa trên 1 tỷ đô la. Đấy, và đang mục tiêu là sẽ niêm yết lên cái sàn chứng khoán của mình. Đấy. Thì đấy là cái bài toán ở đây là bọn anh đang đi theo cái hướng là gì? Là mình xây dựng một cái doanh nghiệp mà của Việt Nam để sau này nó có thể là nó có tiếng tăm ở trên thế giới. Nhưng bây giờ thằng Grab nó là của Malaysia, nó đang kiếm tiền Việt Nam, thì mình phải tạo dựng được một cái gì đó để mình có thể kiếm tiền từ nước ngoài. Từ xưa này Việt Nam mình, em thấy YouTube cũng của Mỹ. Bây giờ ví dụ như em có thể là kiếm tiền được, nhưng mà rất nhiều người như bọn anh đang phải trả tiền cho Facebook hay YouTube, đúng không? Đấy, Việt Nam có lô tốt thì cái đấy anh nói với em rồi, không bao giờ thành công được. Nó chỉ gọi là chỉ có điều chứ còn để làm sao kéo được người dùng. Anh khẳng định với em luôn là không bao giờ có cái mạng xã hội nào thay thế được những cái đó ở Việt Nam, trừ khi ông Việt Nam mình cấm hẳn như thằng Trung Quốc. Cấm hẳn như Trung Quốc thì may ra còn làm được. Chứ còn bây giờ mà để là Việt Nam tạo ra một vài cái mạng xã hội mà để cạnh tranh với những Facebook hay YouTube thì anh nói với em này, có mà đến hàng trăm năm nữa. Đấy. Thế cho nên là cái bài toán hôm nay là muốn đặt vấn đề với em ở đây là gì? Ở Mainland đó là một cái công ty mà bọn anh đang đi theo cái hướng này. Đấy, là một công ty công nghệ và định hướng để nó sẽ lên sàn chứng khoán. Đây, cho em xem camera đội ngũ công ty anh làm việc. Tất cả các nhà đầu tư đều có thể theo dõi toàn bộ qua camera. Đây toàn bộ đội ngũ nhân sự công ty đang làm việc.
cả các phòng ban luôn. Em có thể tất cả các nhà đầu tư có thể là theo dõi toàn bộ các phòng ban của công ty làm việc. Đồng tết 300 người, khoảng 300 nhân sự. Trong đấy cái đội về marketing số ấy, những cái đội mà chuyên làm về quảng cáo Facebook, cái này là làm thế nào để tiếp cận các bạn này làm việc về cái gì? Bắt cho bạn này làm việc về cái gì đấy? Đấy, cũng về dự án này. Thì về dự án này, tất cả là làm dự án này chứ. Đây là đội này đội marketing số và đội công nghệ. Marketing số là gì? Là gì? Sẽ tìm kiếm người dùng thông qua các cái nền tảng, tự như Facebook hay Google hay là YouTube, Instagram hay là Twitter các kiểu. Đấy, còn đội công nghệ là nó sẽ lập trình cái sản phẩm để làm sao khi mà em đăng sản phẩm lên, bất động sản lên em bán, nó sẽ tiếp cận được với những cái gì, với những cái người dùng mà họ đang có nhu cầu thực. Nó sử dụng big data và công nghệ trí tuệ nhân tạo, nó giống như thằng Facebook ấy. Tại sao nhiều người lại quảng cáo trên Facebook, tại sao lại phải trả tiền cho Facebook và tại sao mình lại bán được hàng, đúng không? Chẳng qua là thằng Facebook nó xây dựng những cái nền tảng về trí tuệ nhân tạo. Khi mình đăng thông tin lên và mình trả tiền cho Facebook thì Facebook nó sẽ cho cái sản phẩm của mình tiếp cận khách hàng tiềm năng. Thì bên anh cũng đang xây dựng những cái nền tảng công nghệ như thế, có nghĩa là nhưng mà chuyên biệt cho bất động sản. Không, cái này là app này chủ yếu là những ai mà có nhu cầu về bất động sản thì người ta mới dùng đến thôi. Chính xác. Còn để mà ví dụ như là một học sinh thì chắc chả bao giờ. À ừ. Học sinh chả bao giờ phải. Nhưng học sinh sau này nó cũng lớn lên. À, thì rõ ràng. Hiểu không? Học sinh sau này nó cũng lớn lên và rồi ai cũng sẽ có nhu cầu về bất động sản. Và em hiểu như này này, bọn anh hướng tới một cái điều nữa là bất động sản sau này em có thể không nhất thiết là em phải mua nguyên một cả một cái mảnh, mà bất động sản nó có thể chia nhỏ ra. Ví dụ bây giờ là cả một cái đây là một cái bất động sản đúng không, thì sau này chia nhỏ ra. Nó giống như kiểu là em mua cái bây giờ em có hiểu là mua về chứng khoán, bản chất là gì? Mình mua một phần tài sản của cái doanh nghiệp đấy. Rồi. Thì sau này bất động sản cũng vậy, bọn anh sẽ hướng tới một cái điều là đưa công nghệ blockchain vào này, để hướng tới một cái điều là gì? À, thay vì cái nhà này của em bây giờ là em đang sở hữu cả cái nhà, bây giờ em muốn bán một nửa, em vẫn bán được. Đấy, đưa công nghệ vào xong đưa lên sàn, mua một phần. Ví dụ bây giờ cái nhà này em chia ra là 100 phần khác nhau, thì em đưa lên sàn là gì? Em bán đi 5 phần, 10 phần, còn lại em giữ 7-80 phần. Đấy. Thì bất động sản này em hiểu là sau này nó sẽ hướng tới một cái điều như vậy. Thì sẽ có rất nhiều những người mà ví dụ như em hay là anh Tùng Giang có bất động sản, bây giờ mình bán bớt cái nhà mình đi và mình lấy cái tiền đó để mình mua ở một khu vực khác. Đấy, bởi vì mình thấy nó đang tiềm năng nhưng mình chỉ có một số tiền nhỏ thôi, mình không có số tiền lớn. Đấy, thì bây giờ là mình mua đó xong mình sáng mình mua, chiều mình bán. Đấy. Thì đấy là cái mà bọn anh đang hướng đến là gì? Em lên YouTube ấy, em cứ tìm hiểu về Mayland là cái gì. Đấy. Chắc có hết nhỉ? Có rất nhiều, kể cả những cái video mà anh phân tích về ví dụ như cái video của tuần trước anh phân tích về cái thị trường chứng khoán. Nhưng mà cái đầu tư về Mayland này thì bao nhiêu người đầu tư rồi và cái số tiền đầu tư là bao nhiêu rồi? 22.000 người đầu tư. Hơn 22.000. Tổng cộng là hơn 22.000. Và hiện nay cái số tiền đầu tư ở vào công ty này nó rơi vào cỡ khoảng gần 200 tỷ. 22.000 người trên toàn cầu. Trên 90 nước tham gia. Đấy, trên toàn cầu. Đấy, em phải hiểu là tại sao bọn anh lại đi theo cái hướng như vậy. Bởi vì em hiểu là nếu như làm những cái lĩnh vực như này mà cái nguồn tiền, cái dòng tiền của mình không đủ lớn, mình sẽ không làm. Tại sao ở Việt Nam tất cả từ xưa nay là không thể nào làm thành công trong cái bất động sản? Không phải bài toán công nghệ, không phải bài toán về con người, không phải bài toán về chuyên môn nghiệp vụ, mà đa phần chết thì bài toán về tài chính. Không có được một cái bài toán tài chính đủ lớn cho doanh nghiệp. Em thấy là mấy thằng trên Shark Tank ấy, em cứ thử điểm lại mà xem bao nhiêu thằng hiện nay là gì, 3-4 năm nay gọi được vốn ở trên đấy, nhưng thằng nào đã phát triển? Cái vấn đề bài toán là các ông đó ông chỉ cho nó được 1-2 triệu đô. Anh nói với em là 1-2 triệu đô thì chỉ tiêu được trong vài ba năm thì hết sạch tiền.
thế thì sau vài ba năm lấy tiền lấy ở đâu ra, đúng không? Chứ còn anh nói với em là chẳng có một cái công ty nào mà sau một năm mà có được cái đội ngũ nhân sự và mọi thứ hùng hậu như này. Sau một năm, à một năm rưỡi, chưa đến một năm rưỡi. Đấy, chưa đến một năm rưỡi, tháng 3 này mới được một năm rưỡi. Thì chả có một cái công ty công nghệ nào mà sau một năm mà có 300 nhân sự và có sản phẩm đang có doanh thu. Mà doanh thu bọn anh bây giờ đang làm là tăng theo cấp số nhân nhé. Doanh thu tăng theo cấp số nhân có nghĩa là tháng sau nó phải tích 1,5 hay là 2 lần, thậm chí là 3 lần tháng trước. Đấy, cho nên anh nói, anh bảo tất cả các nhà đầu tư ở Việt Nam ấy, ai mà đi tìm được những cái đơn vị là sau khoảng hơn một năm mà tạo ra được những cái kết quả như bọn anh đang làm, anh sẵn sàng anh mất bao tiền đấy. Nếu sau một năm, sau hơn một năm mà tạo ra được những kết quả như bọn anh đang làm. Thế cho nên là khi mà anh khảo sát những cái đơn vị mà nó lên trên sắc tanh để nó gọi vốn, thực ra bây giờ cũng lại đàn lẹt đẹt, chưa thằng nào làm được cái gì đâu rồi. Đấy, và trong khi cũng lên đấy gọi vốn, nhưng bọn anh đâu cần phải lên truyền hình làm gì đâu, cũng cần phải lên truyền hình để gọi vốn. Đây là công ty gì? Công ty công nghệ. Đây là camera, kể cả sau này khi bọn em đầu tư, bọn em hoàn toàn có thể là mở camera để em theo dõi đội ngũ nhân sự công ty mình nó đang làm việc thế nào. Thậm chí có những lúc mà em mở camera đến 10 giờ đêm mà vẫn có đội đang ngồi làm việc. Thậm chí làm đến 2 giờ sáng anh ngủ công ty, 2 giờ sáng chúng mới về. Công tác ngủ công ty nó khi nó làm thâu đêm luôn. Đấy là tự họ làm thôi. Cái quan trọng nhất mình đầu tư ấy, thì đâu cũng là đầu tư, nhưng vấn đề là đầu tư vào đâu cho nó an toàn, đúng không? Chứ không phải là đi đầu tư vào mấy cái công ty như là tài chính hay là đa cấp các thứ, rất là rủi ro. Công ty của bọn anh về làm về một cái nền tảng công nghệ dành cho bất động sản, có nghĩa là mình đầu tư vào một nền tảng công nghệ dành cho bất động sản. Nó ví dụ như bây giờ là Facebook thì nó dùng là một cái nền tảng mạng xã hội, đúng không? À, bà Tân đã về, chào bà. Bà đã đi ra mà đâu về rồi. Lên mà không gọi điện á. Chào bà, Tâm siêu to khổng lồ. Thế mà không thấy gọi điện. Dạ. Dạ, bà đi vào mỗi này. Dạ. Dạ. Ok, ta được kiện là trao bằng tiếng Nhật ở trong Nha Trang. Sắp tới đây thì cũng có thêm nhiều những cái liên quan đến những cái giấy tờ pháp lý của nhà nước nữa. Nên anh em cháu là xác định là làm ở đây là gì? Mình đi theo một cái con đường mà phải tạo dựng được những giá trị cho xã hội. Đấy, đang cố gắng làm như thế. Thì đang muốn là gì đấy? Cái mục đích là nếu như mà làm theo cách cũ ấy, thì sẽ không có cơ hội để mà lên đây ngồi nói chuyện với bác. Đấy, nhưng mà vì là đang đi theo cái mô hình là mô hình của cộng đồng, là mỗi người Việt Nam là chung tay chung sức để làm sao cho cái dự án này nó thành công. Đấy, nó không chỉ mà mang lại cái giá trị cho cho cá nhân, mà nó phải mang lại cái giá trị lợi ích cho xã hội, cho quốc gia. Đấy, cái tham vọng và những cái lớn hơn. Vâng, cháu sẽ gửi thêm tài liệu và cháu sẽ trao đổi trực tiếp với anh. Vâng, trước mắt thì cũng để gửi thông tin để các bạn ấy tìm hiểu trước đã. Có khi hôm nay mà nói hết thì cũng không chưa hình dung được. Vâng. Hôm nào nói với bà thì bà cũng hiểu một phần, nhưng mà về sau về công nghệ thì bà không hiểu, nhưng mà bà cũng hiểu một phần về cái giá trị của mình đang làm. Mình đang làm như thế nào thì sâu hơn thì bà phòng này anh Giang đang là giám đốc văn phòng của Bắc Giang. Về cái tiềm năng thị trường bất động sản, đây giới thiệu thêm một chút về anh. Đây là anh Hoàng Văn Trung, đây là hệ sinh thái các sản phẩm nhé. Có nghĩa là mỗi một cái sản phẩm công nghệ này nó sẽ giải quyết một cái vấn đề trong cái lĩnh vực bất động sản, chứ không phải là nó chỉ em nhìn nó đơn giản một cái app vậy thôi, nhưng đằng sau bên trong nó cứ mỗi một cái tính năng nó lại một cái sản phẩm công nghệ. Đấy, ví dụ như bây giờ là mayland.com là một cái trang thông tin bất động sản, nó giống như một cái mạng xã hội về bất động sản. Đấy, hay là cái mayCRM này nó là cái phần mềm quản lý đấy, dành cho tư chủ đầu tư, cho đến những người làm bất động sản, cho những người làm môi giới, cho những sàn bất động sản. Hay là cái MayMap nó là liên quan đến cái vấn đề về bản đồ quy hoạch bất động sản. Rồi cái MayChat thì nó là một cái công cụ chat, nó giống như Messenger hay là Zalo. Đấy, cho lĩnh vực bất động sản. MayAd nó là một cái nền tảng quảng cáo cho lĩnh vực bất động sản. Đấy.
rồi Maybank, đó chính là những cái nền tảng sau này nó kết nối trực tiếp với các cái ngân hàng để bọn em có thể là mua bán hoặc là trao đổi hoặc là vay vốn ngân hàng các thứ này kia. Đấy, thông qua những cái nền tảng này nó có sẵn là như thế. Hay là Maynotary nó là một cái nền tảng giúp cho kết nối với các phòng công chứng. Để ví dụ như bây giờ là khách họ bán cho em bất động sản, họ đưa cho em một quyển sổ, bây giờ em biết ngay, họ em chỉ cần lên cái này em check, em gõ mã số của sổ bất động sản, em biết ngay là bất động sản đấy nó đang hiện nay đang được mua bán giao dịch như thế nào, ai đang là người chính chủ, có đang bị cầm cố thế chấp ở đâu hay không. Đấy, để tránh cái việc này là sổ giả. Đấy, thì bên anh là xây dựng là toàn bộ cả tất cả những hệ sinh thái sản phẩm này. Mỗi một sản phẩm giải quyết vấn đề nó giống như em hiểu là hệ sinh thái của tập đoàn Vingroup, đúng không? Vingroup hiện nay là gì? Đầu tiên là họ bán nhà. Đấy, bán nhà, nhà ở em cũng có. Đi học thì từ lúc sinh ra cho đến lúc học đại học đều có trường học của Vin. Bệnh viện thì có Vinmec. Đi nghỉ dưỡng thì có Vinpearl, đúng không? Đấy. Xong bây giờ là đi ô tô, xe máy thì đều có xe của Vin. Cho nên nó xây dựng ra một cái hệ sinh thái này như thế. Có nghĩa là đời sống của mình cần cái gì thì Vin nó đáp ứng được cái đó. Thế thì sau này cũng vậy, Mayland xây dựng ra một cái hệ sinh thái công nghệ bất động sản. Thì ai cần cái gì trong lĩnh vực bất động sản thì Mayland có thể cung cấp được. Họ chỉ cần ngồi một chỗ thôi, họ xem được toàn bộ bất cứ một cái thứ gì liên quan bất động sản. Bây giờ em đi đầu tư thì em cũng phải hiểu, đúng không? Quy hoạch pháp lý như nào? Quy hoạch ở đây, ví dụ đất này nó có thể đất nông nghiệp, bây giờ nó có cho chuyển đổi hay không? Đấy, sau này nó đầu tư, nó quy hoạch thành khu dân cư, vậy thì nó sẽ cho chuyển đổi để xây nhà ở. Còn nếu như bây giờ nó không có quy hoạch mà nó vẫn là đất nông nghiệp thì làm sao em có thể là xây dựng được, đúng không? Đấy, thì cái bài toán của Mayland đang giải quyết những cái vấn đề này. Thì kể cả em ngồi ở đây em cũng có thể là gì, đầu tư được bất động sản ở trong Nha Trang, Phú Quốc hay Đồng Nai. Thì đấy là cái hướng mà Mayland đang xây dựng là như thế. Đây là anh Hoàng Mai Trung này, là cái người mà sáng lập ra cái dự án này. Đây là Hoàng Mai Trung sinh năm 76. Thì anh này rất là giỏi, ngày xưa thì anh đã từng làm các cái công ty về điện tử viễn thông đấy, và cũng được các cái giải thưởng của Bộ Công Thương về vàng bạc đồng, về các cái giải thưởng về thương mại điện tử. Thì sau đó thì anh ấy nghiên cứu sâu về cái thị trường bất động sản, và anh thấy được là gì ạ, khi mà anh ấy làm thị trường bất động sản hơn 10 năm thì anh thấy là chỉ có đưa công nghệ vào thì nó mới giải quyết được các cái bài toán hiện nay đấy, còn không thì vẫn đang đi theo cái hướng nó rất là truyền thống đấy. Thì đấy là anh Hoàng Văn Trung là như thế. Và hiện nay thì anh này đang là trợ lý cho anh này, anh đang là chủ tịch founder và là chủ tịch của tập đoàn. Thì anh đang là trợ lý đấy, đi cùng anh Hoàng Văn Trung từ những ngày công ty còn chưa thành lập đấy, gắn bó cùng với nhau là từ lúc mà công ty còn chưa thành lập. Đây là đội ngũ nhân sự, trong đấy thì cũng có những người là trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, có những người là học ở các cái trường đại học ở nước ngoài. Vâng ạ, rất nhiều người là tiến sĩ và thạc sĩ họ đã học ở nước ngoài, làm cho các cái tập đoàn lớn như Google rồi kể cả Facebook hay các thứ, thì bây giờ đang tập trung làm việc ở Mayland. Đấy, ví dụ như đây bạn Hà Tuấn Khang này học ở trường đại học Bách Khoa bên Nga. Đấy, sau đó thì cũng mở các cái công ty, em có thể là gõ Hà Tuấn Khang đấy, trên Google search từ Hà Tuấn Khang thì cũng sẽ biết là Hà Tuấn Khang như thế nào. Đây này, em thấy là bây giờ cái lịch sử cổ phần của một số tập đoàn, như anh ví dụ như em thấy như ngày xưa Microsoft, đúng không, nó IPO cách đây khoảng mấy chục năm, ngày xưa nó có 21 đô, bây giờ nó là 220 đô. Nhưng hay như vừa rồi em thấy cổ phiếu của Tesla, tại sao Elon Musk CEO của Tesla lại trở thành người giàu nhất trên thế giới, bởi vì cái giá trị cổ phiếu nó tăng đấy. Hay thì bây giờ Zalo ngày xưa thì ra đời 2012 để lúc đầu nó chỉ có hơn 8 đô, bây giờ lên 86 đô đấy. Có những thằng tăng trưởng 1021 lần, 1% đấy. Có những thằng, ví dụ như thằng Amazon thì tăng 18.000%. Thế nên em thấy là tại sao mình đầu tư vào các cái công ty công nghệ này. Em tìm hiểu lại tất cả các những cái công ty lớn nhất trên thế giới hiện nay đều là các công ty về công nghệ, đều là các công ty công nghệ. Và những người giàu nhất trên thế giới hiện nay thì đều là chủ hoặc là gì, sở hữu cổ phiếu của các công ty công nghệ. Thế cho nên là tại sao mà mình cần phải mình đầu tư vào. Đương nhiên mình không phải là đầu tư theo kiểu tấp tay, mình đầu tư bất động sản, mình đầu tư vào cái này, đầu tư vào cái kia, nhưng mình sẽ dành ra một cái phần vốn để mình đầu tư vào những công ty như thế này. Đấy. Thì cái mà đang định hướng để phát triển là như thế. Và năm 2024 là định hướng lên trên sàn Hồng Kông.
lên sàn Hồng Kông thì cái giá trị cổ phiếu nó rơi vào cái khoảng, đang đặt mục tiêu ra nó rơi vào kiểu khoảng 10 đô. Đây để mình phân tích qua cho em xem là cái bài toán mình, nếu như mình đầu tư thì mình sẽ được cái gì, đúng không? Đây mình phân tích cho em ví dụ như thế này. Đây là cái thời gian đầu tiên ấy, thời gian đầu tiên mà để mà bỏ tiền mà góp vốn đầu tư vào đây ấy, thì nó chỉ mất 460 đồng, 60 đồng một mây, có nghĩa là tương ứng 60 đồng một cổ phiếu. Rồi bây giờ hiện nay nó đang là 2.943 đồng, và sang đến cái giai đoạn góp vốn sau ấy, thì nó là 16.000 đồng. Có nghĩa là bây giờ đấy, ví dụ bây giờ mình bỏ ra mình sở hữu 100.000 cổ phần thì mình mất là bao nhiêu, 290 triệu. Nhưng nếu mà bây giờ mà đến sang đến cái giai đoạn sau á, mà mình muốn 100.000 cổ phần thì nó phải mất 1.6 tỷ, nó phải mất 1.6 tỷ, có nghĩa là mình phải mất gấp khoảng hơn 5 lần tiền. Và cái mục tiêu của công ty này đây, hiện nay nó có các cái mức để mình tham gia đầu tư, thì đây là cái mục tiêu khi mà mình lên trên sàn. Đây là các cái mục tiêu khi mình lên trên sàn. Thế thì mục tiêu năm 2023, năm 2024, mục tiêu lên sàn là bao nhiêu? 10 đô. 10 đô thì tương ứng với bao nhiêu nhỉ? 233.000. 233.000 đồng, đúng không? Thế nếu như ngày hôm nay mình bỏ ra bao nhiêu? 2.943 đồng. Mà nó tăng lên là 233.000. Chỗ này nó sẽ tăng bao nhiêu lần? Đúng không? Ví dụ bây giờ mình cứ cho đây là 3.000 đi, đúng không? Chỗ này là bao nhiêu? 233. Khoảng 70 lần. Bây giờ là cứ khoảng 70 lần, hơn 70 lần. Hơn 70 lần. Thì đấy là cái bài toán đặt ra. Vậy còn tại sao nó có thể lên được cái hơn 70 lần này thì em xem cái video anh gửi cho em. Là anh đã phân tích rất kỹ về cái này. Đấy, tại sao nó có thể lên sàn và tại sao nó có thể lên được cái giá trị như thế này. Thì em xem ở cái video này. Thế thì nếu như bây giờ mà trong một cái, bây giờ bài toán mình đặt ra là gì? Bây giờ mình bỏ ra 10.000 đô, 10.000 đô mà ví dụ như trong 4 năm nữa, 10.000 đô trong 4 năm. Ví dụ anh cứ bây giờ thì chỉ cần nó lên được 10 lần thôi, nó lên là 100.000 đô. Thì cái bài toán ở đây là mình có đủ hấp dẫn để mình đầu tư hay không? Đấy, thì đấy là cái bài toán, nên là như thế. Còn đâu thì để mà làm sao nó lên được.